ghiền mì tôm mà lại thích ăn cay thì không nên bỏ qua chỗ này đâu nha. Hello mọi người, bữa nay cả gia đình vẫn thèm mì quá, bởi vậy quyết định đi ăn mì cay ha Feo. Cả nhà có còn nhớ mì cay 7 cấp độ từng hot chấn động một thời không? Bây giờ tuy đã hạ nhiệt nhưng món này vẫn rất là nhiều người ghiền. Có muốn ăn gì? Ăn mì. Anh vô đây làm nè. Ok luôn, cô ca đói lắm rồi. Bây giờ mình phải mở menu ra chọn món liền thôi. Mì cay Haseyo này nằm ở số 336A2 đường Phan Văn Trị, phường 5, Gò Vấp. Mà mấy bạn ơi, quán này có khuyến mãi nhân dịp khai trương á, giảm giá 20% trên tổng bill khi mà mình like, share trên trang và kèm với hashtag mì cay Haseyo. Khuyến mãi áp dụng từ 18 tháng 8 cho tới 24 tháng 8 đó nghe. Trong lúc chờ mì cay lên á thì Mẫn đã gọi trước một phần tteokbokki phô mai 69.000. Lượng phô mai trong phần này Mẫn đánh giá là nhiều, tteokbokki dẻo dai, nước sốt có vị ngọt và cay nhẹ kèm theo một cái độ mặn rất là vừa ăn. Cái này là chắc chắn quán đã điều chỉnh lại cho phù hợp với khẩu vị người Việt. Còn đây là xúc xích phô mai 35.000 một phần cho 2 xiên. Mấy cái loại xúc xích phô mai này nè rất là phổ biến ở bên Hàn Quốc luôn á, tại vì Mẫn cũng đã đi Hàn Quốc 2 lần rồi. Ở trong sẽ có phô mai kéo sợi và xúc xích. Còn đây, ta da, mì cay đã ra rồi. Nói là đi ăn mì cay gì chứ bà ngoại cô ca đâu có ăn cay được đâu, bởi vậy đã kêu một phần mì kim chi tôm tích cấp 0 không có cay đi cho bà ngoại ăn. Còn đây là mì cay của mẹ Mẫn với lại miếng xào cho cô ca. Mì kim chi tôm tích hồi nãy có giá là 65.000 một phần, còn đây là mì kim chi tôm càng có giá là 89.000 một phần, hai con tôm càng to chà bá. Về phần nước dùng của mì á thì phải công nhận các bạn ăn có độ cay thì mới ngon nha, còn nếu các bạn ăn cấp không như bà ngoại cô ca thì phần nước dùng nó sẽ bị rất là ngọt. Nhưng mà khi các bạn ăn có độ cay rồi á thì nó lại rất là vừa miệng luôn. Ở mì cay Haseyo này á, người ta có bán rất là nhiều các loại topping để ăn kèm với mì cũng khá là lạ, giống như phần hào sữa này đây. Đây là lần đầu tiên Mẫn ăn hào sữa với mì cay á mọi người. Ăn con hào béo béo nha, với cái nước dùng cay cay cũng rất là ngon. Còn đây là phần tôm tích nè. Mẫn có kêu thêm một phần bạch tuộc nữa, tại vì Mẫn thích ăn bạch tuộc, chứ còn bạch tuộc ăn với mì thì cũng ăn nhiều rồi. Cái ngày mà Mẫn đi ăn á thì trộm dí tôm càng ở đây á, con nào cũng u nần và tươi, thịt chắc. Về nước dùng của phần mì cay cấp 2 mà Mẫn đã ăn á thì mới có cấp 2 thôi, Mẫn đã thấy là cay khá nhiều rồi, nên bạn nào mà ăn cay được xương xương thì kêu cấp 1 thôi nghe. Ba vị mặn ngọt chua thì được nêm nếm khá là hài hòa, không có vị nào bị quá trội. Còn đây là phần miếng trộn hải sản giá 69.000. Lúc đầu á anh Coca nó thèm mì xong đã đợi cái chọn miếng. Phần miếng này á thì là không cay nè, nên bạn nào mà không ăn cay được hoặc là trẻ em con nít đều có thể ăn món này. Món này thì không được gọi là ngon xuất sắc nhưng mà rất là dễ ăn. Một món mà Mẫn đánh giá cực kỳ cao ở đây đó chính là trà sữa Thái, được nấu rất là béo, đậm vị trà, thơm ngon chứ không có bị lạc lạc như những chỗ khác. Đó, vậy là xong rồi đó.